Thưa quý vị, sau gần 17 tháng giữ vững địa bàn, không có ca lây nhiễm COVID nào ngoài cộng đồng, thì đến ngày 28 tháng 6, trên địa bàn tỉnh xuất hiện trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2. Liên tục cho đến nay, đã có nhiều chuỗi ca bệnh mới xuất hiện trên địa bàn. Trong đó đáng chú ý là các chuỗi có liên quan đến chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với các ngành chức năng của tỉnh, lực lượng công an tỉnh liên tục triển khai các biện pháp kịp thời nâng cao cấp độ phòng chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế, nỗ lực cùng chính quyền và các cơ quan chức năng làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành lân cận, đặc biệt trước ngày thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, dự đoán sẽ có rất đông người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch đến Bà Rịa Vũng Tàu, gây ra áp lực rất lớn đối với những lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành về khai báo y tế trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ 51. Do đó, công an tỉnh đã khẩn trương tăng cường quân số và trang thiết bị, phương tiện bảo hộ cho lực lượng phòng chống dịch tại các chốt. Chúng tôi đã tăng cường từ 3 tổ công tác đón người từ thành phố Hồ Chí Minh về, tăng lên thành 5 tổ công tác. Và mỗi một tổ chúng tôi đã huy động lực lượng tăng gấp 3 lần so với những ngày trước đây. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng gần như là huy động toàn bộ với lực lượng của cảnh sát giao thông tỉnh để lên phân luồng, chia tuyến, hướng dẫn các lực lượng lái xe vào các cái điểm để khai báo. Các lực lượng khác thì cũng đã hướng dẫn tận tình những người dân tổ chức khai báo để đảm bảo theo đúng cái quy định của tỉnh. Đặc biệt là chúng tôi đã bố trí thêm lực lượng của công an các địa phương để có mặt tại chỗ để nhận diện và đón tiếp cái số người dân của các huyện, thị, xã, thành phố, xác định vị trí, địa điểm rõ ràng để báo về cho chính quyền địa phương tổ chức cái việc mà giám sát. Thưa đồng chí, trong thời gian vừa qua, việc triển khai khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch đã phát huy được những hiệu quả gì trong công tác phòng chống dịch bệnh? Tăng cường kiểm tra y tế tại các chốt trên tuyến quốc lộ để đón người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh về Bà Rịa Vũng Tàu thì mang lại nhiều hiệu quả tích cực, là chúng tôi đảm bảo để kiểm soát được những cái người có mang mầm bệnh từ cái nơi khác về tỉnh chúng ta. Và qua cái kiểm tra tại chỗ test nhanh thì trong mấy ngày gần đây chúng tôi đã phát hiện hàng chục trường hợp những người có cái dấu hiệu nghi ngờ của bệnh, sau đó chúng ta đã thực hiện cái việc cách ly và sau đó truy vết kịp thời để ngăn chặn được những cái mầm mống lây lan COVID trong cộng đồng. Theo thống kê, mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện giao thông các loại đi qua các chốt này. Nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối với tất cả các loại phương tiện giao thông luôn là một áp lực rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ ở đây. Trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục, có những lúc thì vô cùng nắng nóng, có những lúc trời mưa, dông gió làm bay cả lán trại, nhưng các chốt kiểm soát y tế vẫn bám sát địa bàn, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tổ công tác thì cũng trực xuyên suốt 24/24 và phân luồng giao thông và kiểm tra thân nhiệt tất cả các phương tiện và ô tô tải đi ngang chốt 51. Chúng tôi cũng luôn nêu cao tinh thần để mà cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà được chỉ huy và Ủy ban nhân tỉnh giao phó, mặc dù là công tác hết sức là nguy hiểm, cũng có thể là tiếp xúc với những ca mà dương tính hoặc là những ca mà nghi F1, F2. Đối với người dân từ tỉnh thành Vũng Tàu, địa phương đã áp dụng quy định phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 5 ngày. Nếu không có thì phải thực hiện xét nghiệm ngay tại các chốt kiểm soát y tế. Và nếu các trường hợp không có giấy cũng không đồng ý xét nghiệm thì buộc phải quay đầu xe. Em vẫn chấp hành tốt và như là các chốt kêu em dừng thì em vẫn dừng và em vô em khai báo. Rồi có test nhanh thì em cũng test nhanh luôn à. Dạ, nó rất là bình thường, nó giống như bình thường mà thôi. Mình khai báo xong là mình xuất trình giấy tờ đầy đủ xong là mình cứ đi thôi. Nó không có trở ngại gì hết. Dạ, 5K nó rất là cần thiết chứ. Thậm chí phải hơn 5K. Dịch bây giờ nó đang bùng phát rất là mạnh. Cho nên đảm bảo cái đầu tiên là cái ý thức của mọi người dân chúng ta. Cái thứ hai là phải góp chung một góp sức vô là vô đảng và nhà nước. Nó khống chế cái dịch này sớm cho nào tốt chừng đó. Với chức năng nhiệm vụ được giao, đó là yêu cầu các phương tiện dừng xe tại các chốt để kiểm soát y tế. Lực lượng công an cũng đồng thời phải đảm bảo phân luồng giao thông, không để ùn ứ kéo dài trên các tuyến quốc lộ. Trên thực tế,
vào những ngày đầu các tỉnh thành lân cận áp dụng giãn cách xã hội, lượng phương tiện đi vào địa bàn tỉnh quá đông. Chỉ tính riêng trong ngày 9 tháng 7, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ 51, 55, 56 đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 8.180 phương tiện và tiếp nhận khai báo y tế, đo thân nhiệt cho trên 9.900 người. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn tạo ra nguy cơ lây nhiễm rất cao đối với chính lực lượng công an, y tế, quân đội đang làm nhiệm vụ tại đây. Song song với công tác phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát y tế, lực lượng công an tỉnh và công an các địa phương cũng đã tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ các khu vực cách ly, bảo vệ các điểm phong tỏa, tham gia hỗ trợ truy vết các trường hợp liên quan đến người bệnh, đồng thời duy trì và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác, đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trước những diễn biến rất phức tạp của tình hình dịch bệnh, trước sự nỗ lực cao độ của chính quyền và các ban ngành chức năng, đề nghị mỗi người dân cần chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, thực hiện 5K, tham gia tiêm vaccine, hỗ trợ chính quyền các cấp, chia sẻ khó khăn, chăm lo cho những người yếu thế hơn, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để nhanh chóng dập tắt dịch bệnh trên địa bàn.